Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, trong đêm nay và ngày mai, rãnh mây dông tiếp tục đẩy sâu hơn xuống nước ta và nằm vắt ngang qua khu vực Bắc Bộ. Dưới tác động của rãnh mây dông này, toàn bộ Bắc Bộ trong đêm nay và ngày mai đều chuyển sang trạng thái nhiều mây, có mưa rào và dông. Trong đó thì ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80 mm, có nơi trên 100 mm. Tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, được dự báo sẽ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15 đến 30 mm. Do có mưa nên nền nhiệt trong đêm nay và ngày mai ở các tỉnh miền Bắc đều giảm. Dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày mai sẽ là từ 29 đến 32 độ, trời khá là mát mẻ. Rãnh mây dông ở phía Bắc được nhận định là không đẩy xuống tới được miền Trung, vì thế ở Trung Bộ không có mưa nhiều. Mưa dông chỉ xảy ra ở một vài nơi về chiều tối, tập trung ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, cũng như khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận. Còn trong ngày mai thì ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi vẫn có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với mức nhiệt từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Các khu vực khác của miền Trung nhiệt độ dao động từ 33 đến 35 độ, có nơi cao hơn. Ở phía Nam trong đêm nay và ngày mai, các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác. Riêng thời điểm chiều và tối sẽ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở khu vực Tây Nguyên phổ biến từ 29 đến 32 độ, còn ở khu vực Nam Bộ nhiệt độ từ 30 đến 33 độ, có nơi thấp hơn. Trên biển, ở phía Bắc của Vịnh Bắc Bộ, khu vực giữa và Nam Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, đề phòng độ cao sóng có lúc tăng lên trên 2 mét. Khu vực phía Bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa thì thời tiết tốt, gió hướng Đông Nam ở mức cấp 3 đến cấp 4, có mưa rào và dông vài nơi. Sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.